là Batman đấy này, nó hai đứa lột nhau. Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh review hình của mình nha. Thì tập này mình sẽ giới thiệu với nhà một tiếp một loại mô hình nhân vật đến từ bộ chủ đề ảnh của Marvel, Spider-Man. Nhân vật rất là huyền thoại luôn ha, cực kỳ nổi tiếng nha. Bên DC có Batman, thì bên Marvel có Spider-Man, đó, những nhân vật rất là lâu đời của hãng nha. Rồi mời cả nhà như mình review thử cái dòng nha, mô hình nhân vật Spider-Man. Ok cả nhà, đây cận cảnh nhà cái hình Spider-Man đó, rất là cool ngầu ha. Đây là của hãng Hasbro nha, đó là chuyên làm mấy cái mẫu mà đồ chơi các bạn 3D đó, nhân vật của cho của Marvel các bạn, đó rất là đẹp ha. Tôi coi cái đợt trước mình coi là Made in Việt Nam, này không biết của nước nào đây, đây là Trung Quốc nha, còn cái kia cái của Việt Nam đó, nhưng mà hả bên là tụi Mỹ đặt hàng luôn nha, đó, nên là vẫn là hàng của Mỹ nha, sản xuất ở Việt Nam hoặc Trung Quốc thôi. Ok, giờ mình sẽ mở cho bạn xem nha. Rồi, giờ khui thôi. Đây các bạn, nè, đó, mình sẽ mở cho bạn xem nha. Nè, rất là cool ngầu luôn. Anh Spider-Man xuất hiện nào. Đây các bạn, rất là ngầu ha. Có giấy đi kèm luôn các bạn không? Đấy các bạn thấy không? Đó, ngầu chưa? Bây giờ mình sẽ giải thích cho anh Spider-Man này nha. Ok, mình đã giải thích cho em nó rồi bạn nha. Đây là cận cảnh mô hình Spider-Man nha. Dài khoảng 30cm các bạn, khá là dài ha. Chiều cao các bạn nha, đó. Các bạn có thể chỉnh nè, tay nữa không? Xoay ra, xoay vô, ok ha. Chứng vậy nè, đó, thoải mái đúng không? Em muốn tạo dáng cái nào cũng được nha. Đó, mình đứng đá nè, thấy không? Đều ok hết nha, xoay rộng làm đủ kiểu lộn mèo luôn á, nó có hình người vợ sơn nữa bạn không, rất là đẹp ha, màu đỏ luôn, xanh luôn, đúng nguyên bản nha, ngon không? Đó, mà từ bên bắn còn bên là nhã tơ nè, đó thấy chưa, rất là đẹp ha. Mình sẽ quay hình đối diện cho bạn dễ nhìn ha, cái này hơi khó nhìn chút xíu nha, đó, cho các bạn sẽ cận cảnh nè, rất là đẹp ha, từng chi tiết luôn mà nha, rất là ngầu luôn á, ok ha. Nha, đây là anh người vợ của chúng ta bạn nha. Đây, các bạn có thể tạo dáng, tạo hình, đưa tay nè, đưa tay, đưa chân, xoay nè, xoay ra thay vô, hay ngã anh tới ngã lui, rất là ngầu ha. Ngoài chân là đá, đây là đủ kiểu luôn không? Ngầu ha, thiếu tờ giảm bắn là đủ đúng bài không? Các bạn không? Tạo dáng nè, đứng ngã đứng nghiêng, không? Ngầu ha, bắn tên nhờ đồ, bùm 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 chiếu chiếu. Đó, bay chiu 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 là Batman đấy này, nó hai đứa lột cùng nhau bùm 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 bùm. Anh Batman thì có cái đúng kiểu tay này, chân chu hơn anh này nha, anh này không bình thường tay nhưng mà về cái độ đẹp thì như nhau ha, rất là đẹp tuyệt vời ha. Màu sắc y chi tiết nè, rất là chi tiết đúng không, thử này nha. Cô ngầu sẽ đọc nguyên bộ, nó lộn nhau nên đã Marvel và DC. Ok nha.